ngày dài đã phải nằm lại và các thành viên bên phía team Spectre Young phải tiếp tục đi sâu hơn mà thôi. Nhưng trước mặt họ lại là player bên phía Thuận Ngay Esports, và pha này thì hãy cùng xem nào. Chưa bắn được pha thiếu này. Ôi, di chuyển xe vào ngay lập tức nhưng rút súng ra là hơi muộn đến từ GK. Khó quá rồi. Và ngay lập tức anh chàng VDT lợi dụng lại chiếc xe của đối phương và sau đó ra đi một cách an toàn. Với một game thi đấu mà vòng bo có thiên hướng khó khăn như này thì rất có thể sẽ có một cái, sao là có một vài cái chấp point. Còn ở đây thì Mercenary họ vừa mất đi anh chàng Matilda, sao Jim đổi được mạng anh chàng VK nên mới chỉ dừng lại từ knock out mà thôi. Tính thế tạm thời đang là 3-3, nhưng ngay lúc Ibao xuất hiện đều để knock out được sao Jim. Một thế trận mà Mercenary họ đẩy hai người sang khu nhà của bên phía tiếp KBO và cả hai người thì nằm xuống hết. Thực sự là quá khó dành cho để Mercenary. Còn đây là J1, những phát đạn SR là cực kỳ chuẩn xác để knock out được Ibao. Họ đang cố gắng ném nốt những cái quả đồ của mình để có thể ép vào vị trí anh chàng Jiwi. Bây giờ Bob Flat đưa ra và Jiwi tặng ngay được một viên đạn bazooka. Nhưng phát đạn vừa rồi nó lại là chưa đủ đam để có thể knock out được Maru. Defzy chỉ còn lại một chấm máu thôi và Nick J cũng đã đẩy ra để có thể chuyển hóa nó thành điểm kill mất rồi. Một game thi đấu mà chúng ta thấy rõ ràng sự chênh lệch về mặt trình độ giữa Ronald cũng như là cả Phoenix Supercore, cho dù là những chú Phượng Hoàng cũng đã có cho mình lợi thế từ trước. Nhưng xét cho cùng thì họ lại không thể nào có được cho mình những cái phát đạn đủ chuẩn xác để có thể kết liễu điều hình team Ronald. Nào hãy cùng xem nào, Ronald họ đang muốn đứng chờ ở đây để có thể chuyển hóa những điểm kill nhưng quá tham lam đến từ vị trí của 1707. Hạ gục được công Lewis nhưng bản thân anh ta cũng đã nằm xuống về trong process. EMP còn lại với 3 người. Và trong đó có hai người có khả năng chiến đấu. Một lần nữa lại cần phải chờ đợi vào vị trí của Rin Mai ở trong những cái pha xử lý. Hiệu process lượng máu mất đi là quá nhiều, nhưng mà Ronald cũng đang bị sâu xé với những đại diện khác như là Duxton Esports chẳng hạn. Điểm knock out đã có. Và giờ thì Rin Mai hạ gục luôn được Nick J9X để có thể kết thúc các thành viên bên phía team Ronald. Chạy hết góc này đến góc khác, đơn giản chờ đợi những quả smoke tan đi. Còn trong khi đó phía bên ngoài thì Diamond Warrior bắt đầu để mất người rồi. EDC là người phải nằm xuống con pha này thôi. Một chấm máu còn lại, Slim không chính là người có cho mình quá nhiều lợi thế. Đẩy ra phía bên ngoài cửa và sẽ để cho người đồng đội của mình là người cover. Nhưng mà đây đối phương bắn vỡ luôn cả cửa, rất kéo leo. Nhưng Slim hơi vội vã pha đấu tiếp theo. Brosus vẫn đang có thể cover cho người đồng đội của mình. Và liệu rằng có thể đem về cho mình điểm kill đầu tiên hay không đây? Thuận Ngay Smoke đã có người cover dành vị trí của Slim 09. Rất đơn giản mà thôi. Còn trong khi đó thì Garden Ranger hãy nhìn mà xem. P90 đến Anjuan bắn rất khét lẹt nha. Từ nãy em thấy rằng giao tranh nổ ra ở trên khắp mọi nơi trên bản đồ. Và đội hình bên Garden Angel, Diamond, Rario và kể cả bên phía Empire Esports nữa cũng đang như người được cấy về để kill. No Fear là người bị khai thác pha thiếu này. Không cứu nhau lại mà là cái nhấp nhả mất khá là nhiều thời gian đến bên với Thuận Nga Esports. Và để đối phương đang có cơ hội có thể có được pha thiếu này. Đây vẫn đúng như thế. Đưa về đó là 1v1 trên Perseus rồi. Và bên Perseus collab thành công. 1v4 đến từ đội hình bên phía team Spectre Young trước thành viên Thuận Nga Esports. Đó 4 điểm kill đem về Spectre Young. Pha bên này thì sao đây? Diamond Rario cũng chỉ còn lại cho mình đó là một người và cô nàng Yuna không thể làm gì hơn. Vâng, cậu này không hề biết thương hoa tiếc ngọc một chút nào cả. Garden Angel mặc dù chỉ có cho mình đó là 3 tuyển thủ thôi, nhưng Eagle First, J1 cùng với đó anh chuẩn, họ cũng rất biết chọn những đội tuyển mà có thể đem về cho mình điểm kill đúng không? Họ chọn các cô nàng ở bên phía team Diamond Rario. Cũng khá là vừa miếng đấy chứ. Còn phía bên này thì Brother Have Fun đang có một tình huống game hòm thính. Cái hòm thính này đang rất gần với một tuyển thủ bên phía team Shut Up. Và liệu rằng No Door cùng với những người đồng đội của mình có nhìn ra hay không đây? Pha này, ui thôi xong, quá say máu với No Door. Không được nữa rồi. Sẽ cần phải bồi thêm một vài quả smoke để có thể hỗ trợ những tình huống cứu nhau lên. Nhưng đội Duxton Esports cũng đang hỗ trợ cho bên phía Garden Angel khá nhiều. Những tình huống tap vừa rồi, J1 chưa đem lại hiệu quả quá nhiều. Để cứu người khác, cứu đi J1 quán cover. Nhưng mà J1 tap ở đấy thì trượt nhiều quá. Hai quả Blue Zone có thể confirm điểm kill đến từ Mooncake của đội hình Brother Have Fun. Duxton Esports chọn lựa cho mình cái khoảng thăm minh di chuyển lên là rất hợp lý nhá. Bởi lúc đó đội hình bên phía team Brother Have Fun đang hơi xăng hăng máu và họ cũng bắn nhau với các thành viên bên phía Garden Angel. Họ vừa knock out một người thì ngay lập tức họ bị đối phương knock out đằng sau lưng luôn. Và bây giờ đội hình bên phía team Brother Have Fun họ bắt đầu bị tan nàn xẻ nghé rồi. Và thật sự thì các đội tuyển ngoại trừ đội hình bên phía team Duxton Esports thôi, tất cả những tên còn lại đều đang ao bò. ECC cũng đang có một màn công nhau. Đội hình bên phía Q-Box này tật vào vừa nói xong thôi. Process lại là người đem về tình huống knock out. Vâng, player cuối cùng bên phía team Spectre Young vẫn đang cố gắng đem lại những niềm hy vọng dành cho đội tuyển này. Thời gian thì không còn là quá nhiều nữa đâu, chỉ còn khoảng tầm gần 2 phút dành cho những nỗ lực của chủ đội bóng thôi. Còn đây phát đẹp trai chọn mình góc đứng trời trồng nhưng ngay tức anh đã phải ngã xuống ngay.
Thực sự là quá khó rồi, mất đi chủ công thì Diamond sẽ xử lý ra sao đây. Những tiếng bắn tắp cố đến từ đội vị trí của Tafu cũng đã knock out Starnell. Và giờ thì những quả đồ sẽ được bồi vào đến từ Glovox United. Trong khi đó thì Trọng Thiên còn đang phải quản một cái cuộc giao tranh khác, đó là solo 1-1 với cả Precious 76. Lượng máu là quá thấp. Ôi. Và một viên thì không thể là one shot one kill đến từ Precious. Viên thứ hai trượt em ạ. Chứ còn nếu viên thứ hai chuẩn xác thì đó sẽ là một thứ knock out dành cho Precious 76. Chỉ có đúng một viên thôi. Cổ phiếu này thì team Cat cũng đã dừng lại ở vị trí top 8 rồi. Đó là những số điểm kill đem về đội hình bên phía team Brother Have Fun. Còn NBK của bên phía team Dustin Esports thì ngày hôm nay họ đang bắn rất cháy, bởi vì họ biết rằng cái trận thi đấu của vòng thi đấu Last Chance này quan trọng như thế nào. Và có cơ hội thì đội hình bên phía DCC cùng với bất kể cái tên khác đều sẽ lấy. Nhưng vừa nói đến DCC thôi, stack test là rất hay đến Marcus cùng với đó E-Pow. Và chỉ cần có vậy DC bay bổ với top 7. Một khu vực nhà và DCC họ đem về cho mình một điểm kill được đến từ Precious thì sau đó thì họ cũng rời cuộc chơi luôn. Còn bên phía Q-Box này thì sao đây? Đội tuyển này còn lại cho mình đó là 3 con người. Còn bên phía Brother Have Fun còn lại đúng 1 người mà thôi. Rất khó con Brother Have Fun. Và kể cả đội hình bên phía team Mercenary và các tên bên phía team S Gaming Man Thiên nữa. Có lẽ đây sẽ là cuộc chiến dành cho bên phía team Garden Angel, Dark Saturn Esports cùng với đó Q-Box United. Một góc bắn sau lưng nhưng lượng máu thì lại là quá thấp đến từ đội hình bên phía team BHF. Cơ hội không phải là nhiều. Tầm này vào bo cũng sẽ là rất khó. Và câu chuyện này sẽ là top 6 thì đội hình bên phía team Marcus. Brother Have Fun đã rất cố gắng rồi. Và sau đó thôi cũng là top 5 đến từ bên phía team S Gaming Man Thiên. Mercenary người cuối cùng vẫn đang có thể sinh tồn được. Và cũng là đang đại diện có cơ hội cạnh tranh cho mình vị trí top 1, bởi vì KBU với 3 người thì nó cũng sẽ không khác biệt với cả DSE hay thậm chí GA với 2 người. Garden Angel biết hết mọi thông tin rồi. Họ biết rằng trên đầu mình sẽ là bên Dark Saturn Esports. Họ check ra được một cùng bên phía team Mercenary. Và cùng với đó cả thêm bên phía team Q-Box United. Và đây pha này sẽ là một tình huống bắn đằng sau lưng đến từ Eagle First One hay không đây. Nào, Eagle First đang chờ đợi tình huống đối phương im một chút. Và đây bắt đầu táp rồi. Nhưng kẻ địch bên phía team Mercenary vẫn chưa chết. Đúng. Bởi vì góc đứng trước mặt là một góc thiếu quá thoáng để cả các tên bên phía đối phương có thể nhìn ra. Nhưng vừa nói đến Q-Box tôi đó từ bắn xuất thần đến được anh nhà Huỳnh Nan. Và bây giờ chỉ còn lại đúng một player duy nhất bên phía team, đó chính là Q-Box United. Pha thiếu này vòng bò đang tới rồi, thật sự là quá khó. Một quả smoke được trả ra để có thể phạm vi di chuyển đến từ vị trí của Huỳnh Nan. Không có nết hơi đáng tiếc. Nhưng pha này sấy đây rồi, đép vào kiểu Huỳnh Nan. Vâng, một trận thi đấu mà các tuyển thủ trẻ chúng ta đang muốn lên tiếng. Và toàn tình huống đến từ một tình huống solo mà thôi. Giống như hệt vị trí Process 76 trước đó đến từ đội hình bên phía team Spectre Young. Nhưng anh nghĩ rằng Huỳnh Nan đến đây là hết rồi. Anh ấy sẽ nằm ngoài bo cắn máu. Nhưng cắn máu chắc chắn là không bao giờ kịp. Và đó sẽ là top 3 dành Mercenary. Dustin Esports bắt đầu phải trả scope để họ có thể lùi về. Vâng, nếu như xuống được góc low ground thì rất có thể sẽ là một cái cuộc chiến nó sẽ ngang tài ngang sức hơn. Nhưng ở đây thì Garden Angel biết đây là lợi thế, nhưng vị trí của NBK vừa trả ra con net để nó vào Eagle First và giờ anh Duẩn cũng đã bị bắn nhiều máu mất rồi. Bây giờ NBK tận dụng thời điểm vàng này để có thể công lên. Cơ hội rằng là rõ nét dành cho Dark Saturn Esports để có thể giải quyết được bộ đôi bên phía team GA. Anh Duẩn trở lại một chấm máu mà thôi, đang phải cố gắng chủ động sủi đi. Cố gắng ném net. Nhưng bây giờ có góc đứng nào đẹp cho vị trí anh Duẩn hay không đây? Những quả đồ được trả ra để có thể thu hút sự chú ý của đối phương cũng như là tìm thêm tham minh để có thể hồi phục lại lượng máu. Rất tự tin, không cần phải hồi máu đến từ NBK. Quan trọng hơn là vị trí đến từ đội hình bên phía team Dark Saturn Esports. Họ biết tuyển thủ cuối cùng bên phía đối phương đang ở đâu và đang cố gắng áp sát gần hơn với những quả flash được support đến từ vị trí của Siêu Phi. Vâng, flash rất nhiều. Nhưng những quả flash này vẫn chưa khiến đối phương bị trắng trong pha thiếu này cơ. P90 bắn tầm gần sẽ là một thứ vũ khí vô cùng hủy diệt. Và bây giờ đến quả lửa được trả ra rồi, đã đoán ra được container đến từ đội hình bên phía team Dark Saturn Esports. Và hãy cùng xem nào, một đấu hai, một góc chết đến từ đội hình bên phía team Garden Angel. Anh Duẩn bị cấu cho mình đến tận hơn nửa cây máu. Flash búp ngược ra và bây giờ cố gắng hồi lại điểm máu cho mình mà thôi. Đội hình bên phía Dark Saturn Esports tầm này nói thật chỉ cần một quả lửa được trả vào chuẩn xác thì đã là hết câu chuyện rồi. Nhưng sau đó họ kê cẩn thận. Tiếp thay không còn lửa nữa rồi, họ sẽ phải bắn nhau thôi. NBK nhấp nhả là rất nhiều. Siêu Phi không biết rằng hồi điểm máu xong chưa đây. Ôi lửa lỗi, hết. Mọi thứ chấm hết tại đội hình bên phía team Garden Angel. Một cách khá là tiêu táo. Đúng. Và đó top 1 thuộc đội hình bên phía team Dark Saturn Esports ạ. À.